Chúng ta ngắm mình chào các bạn ha. Đây là máy Mitsubishi 4D56. Hiện tại là thợ bên anh Thanh Sơn chuẩn bị vô cái dàn nền các bạn. Dàn gấu nó vô cái dàn nền, đang chuẩn bị đặt vô cái Canon 5X9 đời đẹp ha. Máy Mitsubishi 4D56. Chuẩn bị vô nền, đang đặt vô cái Cano 5X9 nha các bạn. Cano thì ở Sài Gòn chuyển về ha. Cano này bên khách hàng chuyển về. Đây là bạn, Cano 5X9. Mẫu Cano này là ở trên Sài Gòn khách hàng chuyển qua Viettel về đây các bạn. Thì mướn bên thợ này gia công cái máy lắp vô ha. Lắp vô đằng Cano. Bên sàn này thì bên Cano nó có sẵn nha các bạn. Còn cái phần đuôi để chống là để chuẩn bị đặt cái máy âm vô nè. Cơ sở đời điệp. Cano này Cano 5X9 nha các bạn. Anh em chuẩn bị làm cái nền xong là bỏ vô cái nền Cano đó. Đang đặt âm cái máy vô. Cái máy Mitsubishi 4D56. Dự tính cái Cano này là cũng lắp cái hệ thống lái nha bạn, hệ thống lái cơ ha, chứ không có lái cáp như ngoài lần nha. Lúc trước thì bên anh Thanh Sơn thì làm dây cáp, mà chiếc này thì bên khách hàng này đặt là làm bằng hệ thống lái cơ. Đây bạn, đây là cái bộ hệ thống lái cơ nè. Nó có phần số ga ha, để qua lần. Nó có một con dây một ha, con dây chống nó có hai cái ruột. Đây là cái cần số tiến lùi, khóa đề, tắt đề, hộp số ga. Nó như là nguyên bộ, nó là nó tựa tựa như là Cano nhập nha các bạn. Mà này nó có bán full combo sẵn nha. Rồi khi nào hoàn thiện 100% thì test Cano rồi mình quay lên cho các bạn xem tiếp tục nha. Rồi, video mình cũng xin kết thúc ở đây nha các bạn.